lấy khẩu trang đi, cho nó cái khẩu trang. Bà ơi, bà cứ sờ sờ tụi nó là cái khẩu trang, bà không lo được cho bà nữa thì bà làm cái gì? Bà khờ này, khờ này, lấy tôi cái nha. Ta nói em từ sáng rồi. Đi chú ơi, cô à, xin lỗi. Vâng ạ, hơi lâu tí thông cảm nhé cô. À, bà Liễu bà trông bốn đứa rồi, mà giờ mình mang lên nó chửi cho ấy, một mang theo bốn đứa lên nó lăng. Hả? Rồi. Buổi sáng thì bà mới cái mang cái khẩu trang, khẩu trang này thôi. Quên quên không nghĩ ra. Nó bị thấm em, nó bị thấm nó đi đường không rất mấy lần thì sai á. Nè. Có quà bên đó giờ gửi về nó còn biết tao. Quà gì? Đang kế bên đó là hả? Hả? Ai cho điện thoại à? Quà gì? Bạn cho điện thoại. Bạn cho điện thoại hả? Hai ngày thôi gửi điện thoại cho con. Cho điện thoại hả? Ừ. Cho tôi hay cho con, cho mẹ ấy cho con. Con. Cho chưa? Ngày mai mới nhận. Ngày mai mới nhận hả? Số nhà mình ở trên bảng hiệu ấy. Đó là cái nhà mình. Hả? Cái nhà mình ấy. Biết số nhà mình không? Nhớ, biết. Nhớ không? Nhớ. Đây, nhớ số nhà, nhớ số điện thoại, nhớ số tài khoản đi. Không có tài khoản không? Tài khoản của mẹ mày nhớ, cần mày cần thì nhớ số tài khoản của mẹ. Ai cho cái gì ấy chuyển vào số tài khoản mẹ Hương ấy. Dạ. Hoặc là chuyển đến địa chỉ của nhà mình ấy. Hả? Dạ. Thôi rồi, gấp gọn vào cho trong ba lô đi. Để hối. Nó đọc hối ra đâu rồi, hết hối rồi. Mẹ Hương với lại mẹ Khờ đang trên đường lên bệnh viện Nhân dân Gia Định để đón thiên thần về đây. Bà Khờ bà ấy bỏ em bé mấy ngày trời cho nó. Bà rất vô tư. Với lại hôm nay á, là hôm qua có một mẹ bầu nhà mẹ Hương đẻ tại bệnh viện Nhân dân Gia Định luôn. Mẹ bầu kêu đau bụng quá, mẹ Hương bảo là đi lên Nhân dân Gia Định khám đi. Lên khám xong mổ luôn, đẻ luôn, đẻ mổ nữa. Đấy, các vị đẻ mổ, các vị không có bảo hiểm là một, không có thân nhân là hai, không có giấy tờ là ba. Tiền viện phí rất là nặng nhá. Nếu như mấy mẹ bầu mà cứ tìm mẹ Hương biết thế này, kiểu này chắc vỡ nợ đấy. Bởi vì là mấy mẹ không có bảo hiểm là một, không có giấy chứng minh, không có hộ khẩu, không có thân nhân đấy. Cứ đến lúc đẻ tận nơi rồi bắt đầu chạy lại khách sạn khóc lóc rồi van xin. Tôi không nỡ lòng nào tôi bỏ các bạn cả. Đấy, một bạn đi mổ đẻ là vài, cứ năm từ 30 triệu đến 50 triệu đấy. Là nguyên cái tiền mà viện phí thôi nhá, chưa kể tiền xe ăn uống đâu, rất là tốn kém. Cho nên các bạn ấy, nhớ có con em mà khờ khờ khùng khùng điên điên chẳng hạn á, thì gia đình tự quản lý lấy, chứ không
các em ra đường á, cứ chữa bậy bạ, chữa lung tung hết đấy. Bây giờ còn mẹ Hương thì mẹ Hương lo cho, thế mai mốt mẹ Hương chết đi rồi thì còn ai lo cho các bạn nữa đấy. Có nhiều bạn á không có tiền vào viện, bệnh viện từ chối, mấy bạn đau, mấy bạn đẻ bờ đẻ bụi, thế là mấy bạn ấy vứt con xó này xó kia, mấy bạn ấy không ý thức được bản thân nữa đấy. Mấy người mà đầu óc có vấn đề chẳng hạn đấy, mấy bạn không có ý thức được bản thân, cứ đẻ xong lại chữa xong lại đẻ, toàn là mổ thôi, mà giấy tờ thì không có, bảo hiểm không có. Mấy bạn được mọi cộng đồng mạng đưa đến chỗ mẹ Hương, toàn là xe ôm với lại người tốt đưa đến chỗ mẹ Hương để mẹ Hương lo tiền viện phí, nhưng nhìn bạn nào cũng rất là đáng thương. Cho nên hôm nay mẹ Hương tâm sự trên đây là gia đình nào có con em nó hơi khờ khạo hoặc là nó không kiểm soát được bản thân thì gia đình quản lý chặt chẽ một chút, chứ để mấy em đi lung tung bừa bãi chữa rồi mấy em đẻ không có tiền viện phí, mấy em đẻ mấy em vứt bờ vứt bội lại mà mấy sinh linh bé nhỏ rất là tội nghiệp nhá. Với hai nữa là mẹ Hương cũng nói trên đây tất cả các bạn học sinh sinh viên, các bạn là yêu mẹ Hương không cấm ha, giao lưu tình dục mẹ Hương không cấm, cái đấy mẹ Hương không có ý kiến, nhưng các bạn nhớ phòng chống tránh thai. Ví dụ như mình uống thuốc ngừa thai chẳng hạn, hoặc là mình đi bao cao su chẳng hạn đấy. Mấy bạn cũng ý thức đi, bây giờ mình còn đang là học sinh thì bố mẹ mình rất trông cậy vào mình và rất nghĩ mình là một nữ sinh tốt, một công dân tốt, mà mấy bạn tự do yêu đương bừa bãi đấy, xong mấy bạn chửa ngoài ý muốn, mấy bạn sợ bố mẹ, gia đình, bạn bè, thầy cô biết, mấy bạn không có tiền. Các bạn tuổi từ 15 đến 18 các bạn chưa làm ra tiền, mà các bạn đi vay tiền cũng không ai cho, mà các bạn mang thai lần đầu các bạn rất là hoảng sợ. Cho nên các em suy nghĩ rất là nông nổi, quá nhiều bạn đẻ xong vứt con từ trên lầu 4 xuống hoặc từ lầu 8 xuống, như thế là một hành động như là đáng lên án. Còn có nhiều bạn không có tiền vào viện khám thai, đến lúc đau bụng quá đẻ thì mấy bạn đẻ trong nhà vệ sinh, xong các bạn lại quấn ly lông lại, các bạn lại vứt xuống cống, vứt xuống ao, vứt xuống hồ, như thế rất là đáng lên án. Ví dụ mình có lỡ mang thai thì mình cái thứ nhất là mình phải đi tìm mẹ, không người mẹ nào mà bỏ con cả, không người cha nào mà bỏ con cả. Con cái mình lỡ chót dại, bố mẹ mắng vài ba câu thôi rồi cũng thôi, hoặc là tìm đến mẹ Hương có một hướng cách giải quyết. Muốn giữ bí mật thì mẹ Hương giữ bí mật cho, chứ các bạn là mang thai 9 tháng 10 ngày các bạn sống vật vờ bên ngoài, bữa no bữa đói, xong các bạn đẻ xong các bạn vứt con lung tung bừa bãi, thai nhi nó chỉ ra ngoài trời chừng khoảng độ 1 tiếng đồng hồ là nó lạnh nó sẽ chết mất. Bây giờ các bạn 15, 18 tuổi thì các bạn nghĩ rất đơn giản, hận tình hoặc là hoàn cảnh không có tiền bạc, hoặc sợ gia đình bạn bè thầy cô biết, các bạn dục em, dục một sinh linh bé nhỏ xuống cống rãnh hoặc sọt rác hoặc là bờ bụi chẳng hạn. Sau này các em trưởng thành tuổi từ 35 đến 40 các em sẽ ân hận suốt cả cuộc đời, các em sẽ mang một cái ân hận suốt cả cuộc đời. Cho nên các bạn là nữ sinh, mẹ Hương muốn nói cái thứ nhất, mình lỡ dại mình mang thai thì mình cái người thứ nhất là mình tìm mẹ mình. Mình nói với mẹ, mẹ ơi con lỡ yêu, con lỡ mang thai chẳng hạn. Trước khi con nói chuyện với mẹ thì con xin lỗi mẹ trước. Con không còn đường nào nữa, con không còn đường nào để đi, con không biết tâm sự với ai. Mẹ là người bạn gần gũi nhất với các bạn. Cho nên các bạn tâm sự với mẹ trước. Mẹ các bạn không bao giờ bỏ các bạn. Cái thứ nhất đó, mẹ các bạn sẽ bố trí cho các bạn chỗ ăn, chỗ ở kín đáo, có thể giấu. Giấu gia đình dòng họ, đi thuê một cái nhà trọ nào đó để cho các bạn sinh con xong rồi gia đình sẽ tự xử lý. Nếu bạn nào mạnh dạn thì tìm mẹ của mình để mà tâm sự chia sẻ, cái này không phải là giết người, cái này không phải là cướp của, cái này là mình lỡ dại thôi nhé, mình đang ở tuổi học sinh, mình lỡ dại, mình lỡ bồng bột. Các bạn như tờ giấy trắng, không ai giận các bạn, không ai la các bạn đâu. Nếu mà
cùng lắm thì mắng vài ba câu là thôi. Còn cái thứ hai nữa, số điện thoại của mẹ Giáp Thị Sông Hương lúc nào để trên mạng cộng đồng. Các bạn có thể gọi điện cho mẹ Hương bất cứ lúc nào, sáng, đêm, trưa, tối, mẹ Hương đều nghe điện thoại. Nếu mẹ Hương không nghe điện thoại thì có người quản lý nghe điện thoại, hoặc các bạn đến trực tiếp khách sạn Hoa Hồng L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bạn ngại biết thì các bạn bịt khẩu trang, mặc áo khoác vào cho tôi gặp mẹ Hương đấy, hoặc các bạn cứ lấy một phòng khách sạn đi. Xong bắt đầu các bạn nhắn tin cho tôi, con đang ở phòng 203 chẳng hạn, hay con ở phòng 205 chẳng hạn, con có chút việc con nhờ mẹ giải quyết, hoặc là nhờ mẹ giúp đỡ thì mẹ Hương có hướng giải quyết cho các con. Chứ các con đừng có mang thai 9 tháng 10 ngày rồi xong các con đẻ ra dục bừa bãi như thế, một hành động như thế là không nên. Sau này 35-40 tuổi các con trưởng thành rồi, các con rất là ân hận đấy. Với lại các bạn, mẹ Hương khuyên này này, mình còn trẻ ha, bây giờ mình không nên giao lưu tình dục sớm. Cái thứ nhất á, là mình không có tiền. Cái thứ hai nữa là không tốt đấy. Mình có thể mình học xong mình ra trường mình lấy chồng cũng được, đâu cần thiết phải giao lưu tình dục sớm, đâu cần thiết phải yêu đương sớm. Bây giờ mạng phim xét phim xiếc đầy cả ra, các bạn cứ sống thử. Sống thử thì không ai cấm, nhưng mà các bạn phải biết phòng chống thai, tránh thai, uống thuốc ngừa thai hoặc đi bao cao su ha. Còn các bạn không nên phá thai. Nếu lỡ có bào 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, các bạn không nên đẻ non và các bạn không nên phá thai. Cái thứ nhất, các bạn mới tuổi 15 đến tuổi 18, cái tử cung nó rất là mỏng và rất là non nớt và rất là yếu. Các bạn không dám phá thai tại bệnh viện, các bạn đi phá thai phòng khám ngoài giờ. Mấy ông cò đứng lần trước ấy, phá thai có 200.000, 500.000, giá rất là rẻ. Nhưng mà mấy bác sĩ trong phòng khám là mấy bác sĩ vớ vẩn, cũng không phải là bác sĩ đâu đấy. Cho nên là phòng khám là tư ấy, mà có mấy ông cò mồi đứng lần trước đấy, 200.000 cũng phá, 300.000 cũng phá, 500.000 cũng phá thai cho người ta. Nhưng các em bị lủng tử cung hết và mỏng tử cung hết, sau này các em lấy chồng là đều bị vô sinh hết. Thế mẹ Hương nói như vậy để các bạn cảnh giác, không nên đi phá thai các phòng khám tư có mấy anh cò mồi đằng trước. Nếu các bạn mà bịt khẩu trang kín, các bạn mặc áo khoác, các bạn lùi lủi vào phòng khám thai ngoài giờ có mấy ông cò mồi đằng trước là coi như cả cuộc đời các bạn, 10 bạn hết, cả 10 bạn vô sinh. Tất cả những phòng khám thai ngoài giờ không phải là bác sĩ mà là giả bác sĩ, mà không chuyên nghiệp, các bạn sẽ bị lủng tử cung và rất ảnh hưởng, có thể là nhiễm trùng và ung thư tử cung, nó nhiều vấn đề lắm. Ôi chết rồi. Đấy. Không sao, không sao. Còn vấn đề cuối cùng, các bạn mà phụ nữ mà khôn ngoan nhé, khôn ngoan, ăn nói lưu loát, biết ăn, biết nói, biết xài điện thoại, biết lên Zalo, biết lên Facebook, thì mẹ Hương cũng nói luôn, các bạn đừng tìm mẹ Hương, bởi vì các bạn khôn rồi, các bạn biết xài Facebook rồi, các bạn biết xài Zalo rồi, thì các bạn có thai. Các bạn lớn tuổi mà 30-40 tuổi, các bạn có thai nhiều lần rồi thì các bạn tự xử lý lấy. Chứ đừng tìm mẹ Hương, bởi vì mẹ Hương không lo được cho những người phụ nữ tuổi ngoài 30, tuổi ngoài 40 có thai ngoài ý muốn. Các bạn phải tìm đến các cơ sở như chùa, trại mộ chùa và các cơ sở thiện nguyện đấy, hoặc là đến chính quyền địa phương mình trình báo để mà chính quyền địa phương, đến ủy ban nhân dân phường hoặc đến phường trình báo. Và tôi 35 tuổi chẳng hạn rồi, tôi lỡ yêu, tôi lỡ có thai, bây giờ tôi không có tiền này, tôi nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ, không ai bỏ các bạn cả đấy, tôi đã có hướng giải quyết hết, không có cái gì là không có hướng giải quyết cả. Còn cụ già, mẹ Hương nói vấn đề thứ ba là cụ già.
cụ già tìm mẹ Hương á, là không đúng. Bởi vì thế này này, mẹ Hương chuyên về mẹ bầu và trẻ bỏ rơi, trẻ mồ côi. Cho nên cụ già mà tìm mẹ Hương á, ở chung với trẻ bỏ rơi và ở chung với mẹ bầu và ở chung với trẻ cơ nhỡ là cái thứ nhất làm cho các cụ mất ngủ ha. Mới hai nữa là người già thì mẹ Hương khuyên nên vào chùa, nên vào chùa hoặc nên vào các mái ấm có các cụ già. Cái thứ nhất á, các mái ấm là có bác sĩ riêng ha, sáng ra là có người nấu cơm cho các cụ ăn, sáng ra là có người đi khám, có máy đo huyết áp, nhịp tim các thứ, rồi chuyên về các cụ mà hàng trăm cụ, hàng 50 cụ, 50 cụ, 100 cụ thì người ta bố trí hết rồi. Các cụ được nghe nhạc này, rồi được khám bệnh này, được tập thể dục này, rồi được ăn uống đúng giờ đúng giấc. Đấy. Cho nên nó tốt hơn là đến chỗ mẹ Hương. Mẹ Hương nhiều quá không khám nổi, nhiều khi chỉ sơ ý cái mấy cụ tuổi thân mẹ Hương cũng áy náy. Cho nên mẹ Hương khuyên các cụ già đến những viện dưỡng lão từ thiện nhé, các quận nào cũng có hết. Nếu mình không biết thì mà mình hỏi ở phường. Tôi già rồi, tôi không có con cái, tôi không có tiền, tôi không có nơi nương tựa, thì đến phường hỏi bây giờ tôi đi đến đâu để mọi người lo cho tôi, thì chính quyền địa phương sẽ dẫn các cụ đi đến các cơ sở tốt nhất, gửi các cụ vào đó. Chứ các cụ đừng có lên mạng sợt sợt xong thấy mẹ Hương xong bắt đầu xách quần xách áo đến chỗ mẹ Hương, như thế là làm khó cho mẹ Hương ha. Mẹ Hương rất yêu mọi người, nhưng mà nếu như cả đất nước Việt Nam mà tìm mẹ Hương thì mẹ Hương không chịu nổi đấy. Hiện bây giờ là quá tải, ngày nào cũng mẹ bầu đi đẻ hết bệnh viện Từ Dũ, Nhân Dân Gia Định 175, quận 12, tất cả các thành phố, tất cả các bệnh viện thành phố đều có mẹ bầu của mẹ Hương đi đẻ hết. Quá tải, một người phụ nữ lớn tuổi như mẹ Hương mà kham nhiều việc quá thì sẽ công việc nó sẽ không tốt. Mẹ Hương cũng phải giữ sức khỏe. Như nửa đêm, như đêm hôm qua chẳng hạn, bạn là có một bạn là bầu của mẹ Hương đau bụng đẻ mà mẹ Hương không thể nào đưa mẹ bầu đi trực tiếp được, mà một mình mẹ không tiền, không bạc, không người thân, mẹ đến bệnh viện Nhân Dân Gia Định mà đau quá, bắt buộc bệnh viện phải mổ đẻ cho bạn. Hôm nay mẹ Hương đến để thanh toán tiền viện và ứng tiền viện và làm tất cả các thủ tục. Và việc cuối cùng mẹ Hương muốn kêu gọi tất cả mạnh thường quân trong nước và ngoài nước hãy đồng hành cùng mẹ Hương, hãy chia sẻ với mẹ Hương, đi tiếp nốt quãng đường còn lại. Đấy là mơ ước của mẹ Hương. Mẹ Hương không lấy chồng, mẹ Hương không đẻ con, gia đình nhà mẹ Hương thì đầy đủ ấm no hạnh phúc. Còn mẹ Hương đi làm thiện nguyện để lo cho cộng đồng mạng, để lo cho tất cả những hoàn cảnh khó khăn, để lo cho tất cả những trẻ bỏ rơi. Mẹ Hương làm thầm nguyện từ năm 18 tuổi đến bây giờ nhé, chứ không phải là bây giờ mới làm. Trước đây mẹ Hương kinh doanh nhà hàng, khách sạn, công ty bất động sản, rồi cửa hàng buôn bán xe hơi, rồi cỏ đất, rồi tất cả cái gì kiếm ra tiền mẹ Hương đều làm hết. Làm để lấy tiền nuôi các con, nuôi các cụ già, nuôi mẹ bầu. Nhưng mẹ Hương làm thầm lặng cũng từ lúc dịch Covid đến bây giờ là mẹ Hương ngưng tất cả các hoạt động kinh doanh. Tiền lương công nhân quá nhiều, công nhân quá nhiều. Ví dụ như hãng bán xe ô tô Mercedes ở trên đường xa lộ Đại Hàn của mẹ Hương cũng phải đóng cửa, bởi vì tiền lương trả cho các kỹ sư rất là cao ha. Đấy, mẹ Hương có hợp tác với anh Lưu Bá Khanh để mà mở một cửa hàng sửa chữa ô tô và buôn bán ô tô hãng xe hơi của Mercedes, xe cao cấp đấy. Nhưng bây giờ cũng phải đóng cửa, mặt bằng quá cao rồi, công nhân quá nhiều, lương của kỹ sư 50 triệu, 80 triệu một tháng, mà lương người bình thường cũng 30 triệu, 40 triệu. Cho nên mình không có tiền đóng mặt bằng, mình không có tiền trả lương cho công nhân đấy. Mà dịch Covid ấy, thì mọi người đều chui trong nhà hết, đâu có ai mang xe đến sửa đâu đấy. Bắt buộc là phải đóng cửa. Còn quán phở ở số 1 Phạm Văn Đồng
100 bàn ăn nhưng mà không có khách vào ăn. Trước đây chưa có dịch Covid á, quán phở Sông Hương số 1 Phạm Văn Đồng, trước đây chưa có dịch Covid thì 100 bàn khách ngồi ăn, khách ngồi ăn kín hết, khách ngồi đứng chờ. Mẹ Hương có quán phở số 1 Phạm Văn Đồng, phường 3 Gò Vấp, phở Sông Hương, nhưng tới nay cũng phải đóng cửa. Dịch Covid không có người ăn, không có tiền trả mặt bằng, không có tiền trả cho công nhân cho nên phải đóng cửa. Công ty bất động sản Sông Hương cũng phải ngưng hoạt động. Lương trả cho các em rất là nhiều, 70-80 công nhân mà không có tiền trả lương cho công nhân. Rồi đất cát thì không bán được đấy. Rồi vay vốn ngân hàng nữa, tiền lời, tiền lãi đủ các kiểu. Công ty bất động sản cũng phải đóng cửa, tạm ngưng hoạt động nhé. Tạm ngưng, tất cả là tạm ngưng hoạt động. Bây giờ chỉ còn mỗi khách sạn Hoa Hồng thôi là đang hoạt động. Còn tất cả các hoạt động khác là đang đóng cửa. Sắp tới mẹ Hương tìm kiếm một việc làm cho cụ già và mẹ bầu làm tại nhà. Ví dụ như lấy hàng về làm, có cái gì làm cái đó để kiếm thêm thu nhập. Chứ mọi người rảnh là phải làm việc hết, chứ không ai ngồi chơi cả. Trừ các bạn mới sanh xong thì được nghỉ 3 tháng. Còn các bạn đang mang thai 3 tháng, 2 tháng, 5 tháng vẫn phải làm việc hết. Đấy. Hiện tại bây giờ vẫn phải trả tiền cho bảo vệ 1 tháng là 8 triệu. Mẹ Hương có thuê bảo vệ mà, hai người bảo vệ là 1 tháng là 16 triệu. Một người bảo vệ ban ngày, một người bảo vệ ban đêm. Mẹ Hương làm hợp đồng thuê bảo vệ công ty Thăng Long kế nhà. Còn lễ tân thì vẫn phải trả tiền lương 6 triệu một người. 6 triệu một người lễ tân đêm, 6 triệu một người lễ tân ban ngày đấy. Còn người dọn phòng lương cũng 6 triệu. Lương thử việc 5 triệu, nếu mà làm tốt là lương giá 6 triệu, bao ăn ở. Người dọn phòng cũng 6 triệu, lễ tân cũng 6 triệu đấy. Bảo vệ 8 triệu. Còn sắp tới mẹ Hương phải tuyển 4 người có bằng cấp, có kinh nghiệm để chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ từ 5 đến 10 tuổi. Mẹ Hương phải tuyển thêm 4 cô giáo nữa, hiền lành, đạo đức, thật thà, tốt tính, tốt bụng, thương yêu các cháu như con của mình. Đấy, mẹ Hương phải tuyển 4 người mà đang để bảng tuyển người. Phải thử việc nhé các bạn, phải thử việc 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần. Mẹ Hương gắn camera trong phòng luôn. Nếu như cô giáo nào chỉ cần đánh học sinh thôi là mẹ Hương kỷ luật liền, mẹ Hương kêu công an đến làm việc liền. Đấy, các bạn đến làm cho mẹ Hương, mẹ Hương gắn camera trong phòng và ghi âm trong phòng luôn. Cho nên các bạn có tâm, có đức thì hãy đến làm việc cho mẹ Hương. Còn các bạn độc ác, đánh trẻ con hoặc là hại trẻ con thì các bạn không nên đến chỗ mẹ Hương làm. Cái gì mình cũng phải nói thật, nói thẳng bên đầu. Tất cả những phòng nhi á, phòng trẻ sơ sinh á, và phòng trẻ em từ 1 đến 10 tuổi, mẹ Hương đều ghi âm và gắn camera hết để mẹ Hương lấy bằng chứng. Nếu bạn nào làm sai, mẹ Hương kêu chính quyền lại xử lý bạn đó. Chứ không để trường hợp mà mấy trường, mấy cơ sở khác á, mấy bạn cầm mấy cái chai, cái can á, đánh vào đầu các em là không có được. Các em là một thiên thần, mình phải cưng các em như trứng á, cưng như là hòn kim cương á, như hòn vàng, hòn ngọc. Các em khóc mình xót, các em đói mình xót, các em la mình xót. Như thế mới gọi là tình người, tình mẫu tử. Chứ thấy các em khóc, các bạn bóp mỏ, bóp miệng, các bạn tránh cái chỗ camera, các bạn đánh, vào nhà vệ sinh đánh. Nhà vệ sinh mẹ Hương cũng gắn camera, mẹ Hương ghi âm tứ lung tung hết á. Ngày nào cũng thuê một ông thợ camera ghi âm để theo dõi người xấu và theo dõi cả người tốt nữa. Đấy. Cho nên mẹ Hương làm được cộng đồng mạng rất là ủng hộ. Mẹ Hương kể cả ai tỏ tình với mẹ Hương, mẹ Hương cũng sao chép lại đăng lên luôn. Nhưng thật ra tỏ tình là một chuyện, đăng lên là cho vui thôi, chứ mẹ không, Hương không có ý định lấy chồng nhá. Nếu đã lấy chồng lâu rồi. Còn tất cả những bạn mà tỏ tình với mẹ Hương á, mẹ Hương cũng
sao chép lại đăng lên Facebook Zalo luôn. Nếu ai điện thoại nói chuyện với mẹ Hương về tỏ tình, mẹ Hương ghi âm lại, mẹ Hương cũng post lên luôn đấy. Tại vì bây giờ công khai hết, từ đường đi nước bước, cái gì mẹ Hương công khai trên mạng hết, không giấu một cái bất thứ cái gì, kể cả tình cảm, kể cả gia đình, anh chị em, bố ruột, bố mẹ ruột, công khai hết. Mẹ Hương bây giờ là người của công chúng, người của cộng đồng mạng, cho nên mình không chồng, không con, gia đình nhà mình thì đầy đủ ấm no hạnh phúc. Bây giờ mẹ Hương không trục lợi, trục lợi đấy làm gì? Mẹ Hương nói một câu cuối cùng nữa, không trục lợi, không hề trục lợi. Ví dụ mẹ Hương đông con ruột, hay có chồng, hay mê trai, hay cờ bạc, hay trai gái, hay du lịch, thì cái đó mình trục lợi để mình lo cho bản thân mình. Cả ngày mẹ Hương lo công việc, đêm mẹ Hương chăm các con. Trục lợi để làm gì? Trục lợi để mua cái hòm gắn nhiều kim cương, mai mốt chết chôn xuống đất à? Không bao giờ có chuyện đó. Đấy. Công khai từ A đến Z, công khai từng đường đi nước bước, từng chỗ ở của các con đấy. Thủ tục giấy tờ cũng công khai luôn, chính quyền cũng phải công khai luôn. Mình làm cái gì cũng phải công khai thì mới tồn tại, thì mới bền được. Cứ nghĩ đi, tuổi 50 rồi sống được bao lâu nữa mà trục lợi. Bây giờ mẹ Hương á, một đống tiền nhá, một đống kim cương và một đứa trẻ, mẹ Hương sẽ chọn một đứa trẻ đấy. Không chọn tiền, không chọn đống kim cương đâu. Và tuổi này rồi ăn được bao nhiêu nữa, không thiết tha gì xe hơi, trai đẹp hoặc là nhà lầu đấy. Chỉ thích những sinh linh bé nhỏ được chính tay mẹ Hương chăm sóc, trưởng thành thôi. Đang nói gì quên mất tiêu rồi. Đấy, nói xong là quên. Mấy hôm nay mẹ Hương nói chỉ có Facebook My Nguyễn và Oanh Võ là bêu xấu mẹ Hương các kiểu, nhưng mà các bạn nói không có cơ sở, không có bằng chứng. Facebook Oanh Võ nghe nói làm điều hành taxi Mai Linh ở sân bay. Mấy lại Facebook My Nguyễn ha, dựng chuyện lên đặt điều mẹ Hương các kiểu, nhưng mà mẹ Hương bỏ qua. Các bạn còn quá trẻ, các bạn thích bon chen, các bạn sống ích kỷ. Đấy là mẹ Hương bỏ qua, mẹ không bao giờ giận các bạn đâu. Nhưng các bạn đấu đá với mẹ Hương thì không có cửa đấu đá. Mẹ Hương là con của một lão thành cách mạng, gia đình nhà mẹ Hương trong sáng như pha lê, không ai tiền án, không ai tiền sự. Tất cả những người trong nhà đều là cán bộ, công nhân, viên chức bộ đội của kho Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai nhá. Còn mẹ Hương không có một dấu vệt đen gì trong cuộc đời cả đấy. Cho nên các bạn đấu đá với mẹ Hương là thua. Còn các bạn mà gài người xấu vô khách sạn thì cũng bị dính à. Đấy. Mẹ Hương ghi âm, ghi hình hết, tăng cường gắn camera, tăng cường các máy ghi âm nhá. Đấy, các bạn mà có đang sinh sống tại khách sạn, các bạn có xù xì hại mẹ Hương cũng không xong. Tăng cường máy ghi âm, tăng cường camera. Đấy. Giờ người tốt người xấu trà trộn, không biết ai tốt ai xấu cả. Cho nên các bạn hãy hướng thiện đi. Mẹ Hương khuyên tất cả các bạn thiện nguyện nhé, đã đi làm thiện nguyện thì hãy hướng thiện đi. Sống cho tốt, sống cho thật, sống cho đúng, để mà để tiếng thơm ở đời nhá. Chứ các bạn bịa đặt câu chuyện y như thật đó, không ai tin các bạn đâu, vì không có cơ sở, không có bằng chứng. Các bạn bảo mẹ Hương bị công an bắt bắt đây, mà bây giờ vẫn nhân nhở đây, có bắt đâu. Đấy, thế các bạn thua chưa? Các bạn bảo là bệnh viện cái gì nhỉ, Nhi Đồng 1 cấm mẹ Hương, không cho mẹ Hương vào thăm bé chuột. Đấy, thấy không? Đấy là cấm đâu. Các bạn có thấy cấm không? Mẹ Hương vẫn đeo thẻ bệnh viện Nhi Đồng 1. Mẹ Hương vẫn là người đưa con gái Giáp Thị Chuột ra viện, thấy không? Mẹ Hương công khai trên cộng đồng mạng. Các bạn dựng chuyện, dựng chuyện, nhưng mà không ai tin các bạn đâu. Các bạn càng dựng chuyện. Mình nói thật nhé, mình mà đăng hình của My Nguyễn và Oanh Võ lên cộng đồng mạng, đánh chết hai bạn đấy.
Mình nói thật mình không đăng đâu. Nhiều người bảo đăng hình của My Nguyễn vào anh Võ lên, cộng đồng mạng sẽ tìm đến nhà đánh chết luôn đấy. Thật đấy, nhưng mình không làm thế. Mình làm thiện nguyện. Các bạn sai, các bạn sửa sai đi nhá. Từ nay đừng có hại ai nữa. Mẹ Hương đáng tuổi cha, tuổi mẹ các bạn rồi, đúng không? Các bạn không giúp mẹ Hương thì thôi, đừng có hại mẹ Hương. Ví dụ bạn, bạn My Nguyễn, mẹ, cô ơi, con báo cho cô một tin vui. Mạnh Thường Quân á, cho em chuột 450 triệu, 450 triệu chả thấy đâu cả. My Nguyễn dùng 450 triệu làm việc gì mẹ Hương không biết. Nhưng mẹ Hương nhận lần đầu là 5 triệu, lần thứ 2 là 2 triệu. Tổng cộng 2 lần được 7 triệu. Chính My Nguyễn nói là con nhận được 50 triệu. Con báo tin cho cô biết là con nhận được tiền Mạnh Thường Quân 50 triệu. Mà 50 triệu giờ không biết nó đang nằm ở đâu, ai sử dụng tiền đó. Bạn My Nguyễn mà có coi được YouTube này thì hãy công khai số tiền đó lên cho cộng đồng mạng và Mạnh Thường Quân biết nhé. Đấy là việc thứ nhất. Còn cộng đồng mạng nói là đăng hình của My Nguyễn và Oanh Võ lên để tìm hai người này, nhưng mẹ Hương không làm thế, không đăng. Các bạn lỡ sai lầm rồi thôi, bỏ qua cho các bạn. Không cần các bạn xin lỗi đâu, nhưng mà mình vẫn bỏ qua. Đăng hình lên là đánh chết, giống Chí Tài đấy, cái thằng tập tạ đấy. Cái thằng tập tạ đấy, nó nói xấu Chí Tài, cộng đồng mạng tìm đến tận nhà đánh chết đấy. Cho nên cộng đồng mạng á rất là bênh cái lẽ phải. Giới trẻ bây giờ 500 anh em bây giờ ghê lắm, ai tốt ai xấu người ta biết hết. Cho nên các bạn bớt sân si đi, bớt độc ác đi, bớt ích kỷ đi, bớt nói xấu đi. Nếu mà tiếp tục nói xấu nữa, mẹ Hương sẽ đăng hình các bạn lên là cộng đồng mạng tìm tới tận ổ luôn đấy, không đùa đâu. Nhiều người bảo mẹ Hương là thưa kiện, nhưng mà thôi chẳng có thời gian mà thưa kiện đâu, không còn thời gian để thưa kiện nữa. Ai làm việc tốt thì người đó biết, ai làm việc xấu người đó biết. Nhưng khuyên My Nguyễn và anh Võ hãy sống tốt, hãy sống đúng lương tâm của mình. Các bạn còn có con, còn trẻ, còn có gia đình nữa. Các bạn đặt điều cho một người già giống như cha mẹ mình như thế là không được, nghe chưa? My Nguyễn và anh Võ đấy. Còn mẹ Hương cây ngay không sợ chết đâu, không làm gì sai, nó không có gì phải sợ cả. Nó như là như thế, tại vì không có thích xài tiền, không có thích xài đô la, không có thích nhà cao cửa rộng, không thích du lịch, không mê trai, chỉ thích hướng về các con trẻ bỏ rơi thôi. Lý do gì mà cộng đồng mạng ghét tôi? Lý do gì mà cộng đồng mạng đã đấm tôi, đúng không các bạn? Thương yêu tôi không hết. Tất cả cộng đồng mạng nước ngoài và trong nước, người ta gọi điện thoại cho mẹ Hương. Mẹ Hương đã cứu sống bao nhiêu sinh linh bé nhỏ từ trong thùng rác, từ trong đống rác, từ trong cống, trong rãnh, từ năm 18 tuổi giờ quá trời luôn. Toàn các em chó cắn, chuột cắn, mèo cắn thôi, mẹ Hương cứu hết. Những bà bầu đẻ đến nơi không có tiền, mẹ Hương lấy tiền của mẹ Hương ra đóng tiền viện. Lấy tiền của mẹ Hương ra đóng tiền viện cho các bạn. Mẹ Hương không phải là nổ đâu nhé. Mẹ Hương giúp đỡ mọi người tiền tỷ, mấy chục tỷ đóng tiền cho viện phí cho mẹ bầu. Từ năm 18 tuổi giờ là mấy chục tỷ rồi, chứ không phải là mấy đồng bạc đâu nhé. Mẹ Hương đóng tiền, nhắc lại một lần nữa, mẹ Hương kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn và buôn bán xe ô tô ha. Thu nhập, có khả năng thu nhập rất là cao. Lấy số tiền đó, mẹ Hương đóng tiền viện cho mẹ bầu, nuôi trẻ em bỏ rơi, nuôi cụ già. Mẹ Hương làm thầm lặng nhé. Lý do gì mà cộng đồng ghét mẹ Hương? Lý do gì mà gia đình ghét mẹ Hương? Lý do gì các bạn ghét mẹ Hương? Tôi không mê trai, tôi không ăn chơi, tôi không rượu chè, tôi không đập đá, tôi không cờ bạc. Tôi làm quần quật suốt ngày suốt đêm, tôi ngủ 1-2 tiếng đồng hồ mà. Trong mơ tôi cũng mơ đến các con. Tôi sợ các con đói, các con rét, các con khổ. Mấy bạn ở chung phòng với mẹ Hương á, nói mẹ Hương cứ mơ đến các con không. Tối cứ làm nhảm. Trong mơ tôi cũng
trong giấc mơ của tôi cũng làm giấc mơ đẹp chứ không phải giấc mơ xấu đấy. Nếu các bạn làm xấu thì giấc mơ của các bạn cũng xấu. Mẹ Hương rất là hình như chưa bao giờ biết xấu hổ, kể cả hàng ngàn người, hàng trăm người, hàng tỷ người, mẹ Hương cũng lên nhảy hát múa phát biểu, có cái là không lưu loát, không trôi chảy, không hay thôi, không sợ bất cứ ai. Cổng số 3 hôm nay đúng không? Số 1 số 3 bây giờ đến cổng số 3 bệnh viện Nhân dân Gia Định rồi. Mẹ Hương xin dừng nói chuyện ở đây, chúc toàn thể cộng đồng mạng và tất cả các em học sinh sinh viên mẹ bầu hãy cố gắng, hãy cố gắng, hãy cố gắng. Xin mọi người, xin tất cả mạnh thường quân trong nước và ngoài nước hãy ủng hộ mẹ Hương. Số tài khoản 06000558 2019, ngân hàng Sacombank và người nhận là Giáp Thị Sông Hương. Tất cả số tài khoản, số nhà, điện thoại mẹ Hương đều để trên Facebook, Zalo và mai mốt để trên YouTube. Mọi người vào kênh YouTube của mẹ Giáp Thị Sông Hương để đăng ký nhé. Thôi chào tạm biệt, đến cổng bệnh viện rồi. Thôi xin chào tạm biệt ở đây.